Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đức Trọng vừa được đầu tư 1,4 tỷ đồng để trang bị một xe vận chuyển rác chuyên dùng nhằm phục vụ việc xử lý rác thải ở địa phương. Được biết, lượng rác thải được thu gom bình quân một ngày ở Đức Trọng là trên 140 khối. Việc trang bị xe vận chuyển rác thải sẽ góp phần đảm bảo nhu cầu về phương tiện phục vụ thu gom xử lý rác thải ở các địa bàn khu dân cư. Ngoài ra, để đảm bảo xử lý rác thải theo đúng quy định, Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đức Trọng phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở địa phương nâng cao ý thức thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định.